Chào các em học sinh đã đến với khóa học ôn tập kiến thức lớp 4. Bài giảng ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu tới các em về phép chia cũng như là các tính chất của phép chia. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chia cho số có một chữ số. Phép tính được cho như sau: 37.095 chia cho 3. Đối với phép chia này thì chúng ta sẽ đặt tính, sau đó tính. Ta sẽ chia lần lượt từ trái qua phải, nghĩa là bắt đầu từ chữ số 3 và kết thúc bởi chữ số 5. Lấy 3 chia cho 3, ta được kết quả là 1, nhân ngược trở lại thì còn dư 0, tiếp tục hạ tới chữ số hàng tiếp theo, ở đây là 7. 7 chia cho 3 được 2, 2 nhân 3 bằng 6, 7 trừ 6 còn dư 1, tiếp tục hạ chữ số 0 được 10. 10 chia 3 được 3, 3 nhân 3 bằng 9, 10 trừ đi 9 còn 1, tiếp tục hạ số 9 là 19. 19 chia cho 3 được 6. 6 x 3 bằng 18, 19 trừ đi 18, còn dư 1. Tiếp tục hạ tới số 5 thì ta được số 15, 15 chia cho 3 sẽ được 5. Nhân ngược trở lại thì dư 0. Như vậy đây là một phép tính chia hết. 37.095 chia cho 3, kết quả được 12.365. Đó là cách thực hiện phép chia cho số có một chữ số và đây là phép chia hết. Sau đây là một phép chia mà có dư. Ta có số 301.850 chia cho 7. Ta tiếp tục đặt tính, sau đó thực hiện phép chia từ trái qua phải. Bắt đầu từ chữ số 3, 3 không chia được cho 7, như vậy ta sẽ lấy 30 chia 7. 30 chia 7 được 4, 4 x 7 bằng 28, còn dư 2. Tiếp tục hạ 1 là 21, 21 chia 7 được 3. Nhân ngược trở lại thì dư 0, chúng ta hạ tiếp 8. 8 chia 7 được 1, 1 x 7 bằng 7. Như vậy còn dư 1. Tiếp tục hạ số 5, 15 chia cho 7, kết quả được 2. Nhân ngược trở lại thì dư 1 và hạ tiếp số 0. 10 chia cho 7 được 1, nhân ngược trở lại còn dư 3. Ở đây số dư là 3, 3 đã nhỏ hơn 7. Như vậy phép chia tới đây là kết thúc. Ta có 301.850 chia cho 7 sẽ được kết quả là 43.121 và dư 3. Đó là cách chia cho số có một chữ số. Chúng ta thực hiện lần lượt từ trái qua phải. Chia sau đó nhân ngược trở lại để tìm dư, rồi lại hạ tiếp chữ số hàng tiếp theo. Phần thứ 2, ta tìm hiểu về việc chia một tổng cho một số. Bài toán cho như sau: tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. Biểu thức thứ nhất, mở ngoặc 40 cộng 56 đóng ngoặc chia cho 8. Và biểu thức thứ hai là 40 chia cho 8 cộng với 56 chia cho 8. Phép tính đầu tiên, ta thấy đây là một tổng và đây là một số. Còn phép tính thứ hai, đây là các số hạng chia cho số chia. Ta có 40 cộng với 56 thì bằng 96. 96 chia cho 8 được 12. Phép tính thứ hai, 40 chia 8 được 5. 56 chia 8 được 7. 5 cộng 7 cũng bằng 12. Vậy thì tổng của 40 và 56 chia cho 8 sẽ bằng tổng của 40 chia 8 và 56 chia 8. Từ đó ta rút ra được kết luận, khi chia một tổng cho một số, nếu mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho số chia, thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, sau đó cộng các kết quả tìm được với nhau. Chúng ta thấy ở đây là tổng. Tổng này chia cho số chia. Nếu như các số hạng ở trong tổng này đều chia hết cho số chia thì chúng ta có thể lấy từng số hạng chia cho số chia, sau đó cộng các kết quả lại với nhau. Phần thứ 3, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc chia một số cho một tích. Tính và so sánh giá trị của biểu thức 60 chia cho tích của 2 x 3 và 60 chia 2 chia 3, 60 chia 3 chia 2. Với phép tính đầu tiên, ta thấy rằng phép nhân ở trong ngoặc cho kết quả là 6, 60 chia 6 được 10. Phép tính thứ hai đều gồm các phép chia, chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từ trái qua phải. 60 chia 2 được 30, 30 chia cho 3 kết quả là 10. Tương tự như thế, 60 chia 3 được 20, 20 chia 2 được 10. Vậy thì chúng ta có 60 chia cho tích của 2 x 3 sẽ bằng 60 chia 2, sau đó chia 3 và cũng bằng 60 chia 3, sau đó chia 2. Ta có thể rút ra được kết luận như sau.
Khi chia một số cho một tích gồm hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia. Tóm tắt, chúng ta sẽ có A chia cho mở ngoặc B nhân C đóng ngoặc sẽ bằng A chia B chia C và cũng bằng A chia C và chia B. Đó là cách chia một số cho một tích. Còn sang đến phần thứ tư, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chia một tích cho một số. Liệu nó có tương tự như việc chia một tổng cho một số hay không? Thì chúng ta sẽ cùng vào bài toán như sau. Tính và so sánh giá trị của biểu thức. Mở ngoặc 8 x 14 đóng ngoặc chia 2, 8 nhân với mở ngoặc 14 chia 2 và 14 nhân với mở ngoặc 8 chia 2. Chúng ta sẽ tính lần lượt từng biểu thức. 8 x 14 bằng 112, 112 chia 2 kết quả là 56. 8 nhân với 14 chia 2, ta thực hiện phép chia trước. 14 chia 2 được 7, 8 x 7 bằng 56. Biểu thức cuối cùng, 14 nhân với 8 chia 2, 8 chia 2 được 4, 14 x 4 cũng bằng 56. Vậy thì ba biểu thức này có giá trị bằng nhau. Tương tự như thế, biểu thức 17 x 6 sau đó chia 3 và biểu thức 17 nhân với 6 chia 3. Với biểu thức đầu tiên, ta thực hiện phép nhân trước và kết quả là 102, sau đó thực hiện phép chia thì ta có giá trị là 34. Tiếp theo là 17 nhân với 6 chia 3. 6 chia 3 được 2, 17 nhân 2 kết quả cũng bằng 34. Chúng ta lại có kết luận về hai biểu thức có giá trị bằng nhau. Ở đây chúng ta sẽ không viết là 17 chia 3 sau đó nhân 6, bởi vì sao? 17 không chia cho 3. Chúng ta chỉ viết là 17 nhân với 6 chia 3. Từ hai ví dụ này thì ta rút ra cách chia một tích cho một số như sau. Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó nếu như chia hết, rồi nhân kết quả với thừa số kia. Như vậy nếu như ở tổng, chúng ta phải lấy tất cả các số hạng, chia cho số chia, sau đó cộng kết quả. Thì đối với một tích, chúng ta chỉ cần lấy một thừa số mà chia hết, đem chia cho số chia thôi. Sau đó thì sẽ nhân ngay với thừa số kia. Đó là sự khác nhau giữa chia một tích và một tổng với một số. Tiếp theo, cô sẽ nói tới tính chất phép chia mà hai số có tận cùng là không, nghĩa là cả số bị chia và số chia đều có chữ số tận cùng là không. Ví dụ như phép chia 240 chia cho 30. Chúng ta sẽ đặt tính và chia lần lượt thì thấy rằng 24 không chia cho 30, ta lấy 240. 240 chia 30 được 8, dư 0. Thực ra đối với phép chia này thì chúng ta có thể rút gọn bằng cách ta sẽ gạch bỏ hai số 0 ở cả số bị chia và số chia. Sau đó phép chia còn lại là 24 chia 3, ta nhẩm ngay được kết quả bằng 8. Như vậy, 240 chia cho 30 sẽ bằng 24 chia cho 3. Phép tính tiếp theo, 24.000 chia cho 400. Ta sẽ thực hiện phép chia 24.000 chia cho 400, ta tách 400 thành 100 x 4. Sau đó vận dụng quy tắc chia một số cho một tích. Phép chia đầu tiên cho ta kết quả là 240. 240 chia cho 4 sẽ bằng 60. Cách tính thứ hai, chúng ta sẽ gạch bỏ hai chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia và số chia thì phép chia mới sẽ là 240 chia 4 và kết quả cũng là 60. Như vậy ta cũng có 24.000 chia cho 400 sẽ bằng 240 chia 4. Và qua hai ví dụ này thì ta có thể rút ra kết luận. Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa 1, 2, 3 các chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia rồi chia như bình thường. Ở đây chúng ta lưu ý là số chữ số 0 bị gạch đi ở hai bên là phải như nhau. Ở đây là cùng gạch 1, cùng gạch 2, cùng gạch 3 vân vân, không có trường hợp một bên gạch 1 và bên gạch 2. Đó là toàn bộ phần lý thuyết. Sau đây chúng ta sẽ cùng làm các bài tập để có thể củng cố được kiến thức. Bài thứ nhất, tính và so sánh các biểu thức sau. Ở đây ta thấy đây là một hiệu chia cho một số. 45 trừ 6 kết quả là 39. 39 chia 3 được 13. 45 chia 3 được 15. 6 chia 3 được 2. 15 trừ 2 bằng 13. Như vậy là chúng ta sẽ có hiệu của 45 trừ đi 6 chia cho 3 sẽ bằng hiệu của 45 chia 3 và 6 chia 3. Từ đó thì ta rút ra được một kết luận tổng quát.
Khi chia một hiệu cho một số, nếu số trừ và số bị trừ của hiệu đều chia hết cho số chia, thì ta có thể lấy số bị trừ và số trừ chia cho số chia, sau đó lấy hiệu các kết quả. Cụ thể ta có A trừ B đóng mở ngoặc chia C, nó sẽ bằng A chia C trừ đi B chia C. Nó gần tương tự như là việc chia một tổng với một số. Bài 2, tìm x, biết rằng x nhân 50 bằng 35.750. X là một thừa số, như vậy ta sẽ tìm x bằng cách lấy tích chia cho thừa số đã biết. 35.750 chia cho 50, trước hết chúng ta sẽ gạch bỏ hai chữ số 0 ở tận cùng để có phép chia là 3.575 chia 5. Kết quả x sẽ bằng 715. Phép tính thứ hai, 456.300 chia x bằng 90. X ở đây đóng vai trò là số chia, như vậy muốn tìm x, chúng ta sẽ lấy số bị chia cho thương. Đối với phép chia này thì bước đầu tiên chúng ta cũng gạch bỏ chữ số 0 ở tận cùng của 90 và 456.300. Phép tính mà chúng ta cần phải thực hiện là 45.630 chia cho 9. Kết quả tìm được x bằng 5.070. Bài 3. Một kho chứa 305.080 kg thóc. Người ta chia số thóc thành 8 phần bằng nhau rồi lấy đi 1 phần. Hỏi trong kho sẽ còn lại bao nhiêu kg thóc? Bước thứ nhất, chúng ta sẽ tính số thóc bị lấy ra. Nó sẽ bằng 305.080 chia 8 và kết quả là 38.135. Như vậy, số thóc còn lại sẽ là 305.080 trừ đi 38.135. Kết quả là 266.945 kg. Bài toán thứ tư, người ta xếp 187.250 cái áo vào hộp, mỗi hộp có 8 cái áo. Hỏi sẽ xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu áo? Đây chính là cách để chúng ta thực hiện một phép chia có dư. Trước hết ta thấy rằng 187.250 mà chia cho 8, kết quả sẽ được 23.406 và dư 2. Như vậy có thể xếp được nhiều nhất là 23.406 cái hộp và còn dư lại là 2 cái áo. Các bài toán này thì chủ yếu nhằm để củng cố cho các em các phép chia có dư. Bài 5. Có 3 kho lớn, mỗi kho chứa 23.404 kg gạo và một kho bé chứa 16.708 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi kho sẽ chứa bao nhiêu kg gạo? Muốn tính được trung bình mỗi kho chứa bao nhiêu kg, chúng ta phải tính được tổng số kg gạo mà cả 4 kho chứa. Trước hết, chúng ta sẽ tính được tổng số gạo chứa ở 3 kho lớn là 3 nhân với 23.404, kết quả là 70.212. Sau đó thì tính được tổng số gạo chứa ở 3 kho lớn và 1 kho nhỏ, nó sẽ bằng 86.920 kg. Tới đây thì ta dễ dàng tìm được trung bình, mỗi kho sẽ chứa được số gạo là 86.920 chia cho 4, kết quả là 21.730 kg. Bài 6. Nhà trường tổ chức sinh hoạt văn nghệ, có 44 học sinh nam chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh, và có 48 học sinh nữ chia thành các nhóm, mỗi nhóm cũng có 4 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhóm? Bài toán này các em hãy cố gắng thử làm bằng hai cách. Cô có cách thứ nhất. Số nhóm học sinh nam sẽ bằng 44 chia 4 bằng 11 nhóm. Số nhóm học sinh nữ sẽ là 48 chia 4 bằng 12 nhóm. Như vậy, có tất cả là 23 nhóm học sinh. Cách thứ hai, chúng ta sẽ tính tổng số nhóm học sinh sẽ là 44 cộng 48, tức là đây là tổng số học sinh, chia cho số học sinh của mỗi nhóm, đây là 4, nó sẽ bằng 23 nhóm. Bài 7. Có 5 bạn học sinh, mỗi bạn mua 4 quyển vở cùng loại và phải trả tất cả là 100.000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi quyển vở là bao nhiêu? Bài này cũng có hai cách. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ tính các bạn mua được tất cả số quyển vở là 5 x 4 bằng 20 quyển vở. Như vậy, giá tiền mỗi quyển vở sẽ bằng tổng số tiền phải trả chia cho số vở. Nó là 100.000 chia cho 20, kết quả là 5.000 đồng. Cách thứ hai, chúng ta sẽ tính giá tiền mỗi quyển vở sẽ là 100.000 đồng chia cho 5 x 4, kết quả là 5.000 đồng. Đây là cách làm tắt.
Bài giảng ngày hôm nay chúng ta đã cùng được tìm hiểu về phép chia cũng như là các tính chất liên quan tới phép chia. Sau khi xem xong bài giảng, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận để có thể củng cố thêm được kiến thức. Bài giảng tới đây là kết thúc. Các em hãy nhấn nút theo dõi để có thể nhận được những thông tin sớm nhất liên quan tới bài giảng tiếp theo. Hẹn gặp lại các em!